Đầu tiên quý vị sẽ ngắm nghía đó. Sư phụ, cái này ý nghĩa là gì sư phụ? Đem cho con bớt chóng mặt. Tại vì bữa nay con say sẩm mặt mày. Cho là may mắn quốc gia được thay đổi, giàu có công ăn việc làm, mạnh khỏe, sinh năm 24, mọi chuyện là hoàn toàn thay đổi hết, từ trong ra ngoài, quốc nội như quốc ngoại, nhà nào cũng an bình. Cho nên nhờ cái niêu này đó, là vì hội đồng chư Phật và mấy vị sẽ xuống ăn Tết với chúng ta ở Thiên Long Thổ này, Thiên Long Sơn. Thật sự Thiên Long Thổ tức là nằm dưới chân núi của Thiên Long Sơn. Thì mấy vị sẽ về blessing, tức là làm cho mọi sự an bình. Mọi người mà đứng ngay cái niêu này á, mà cầu nguyện á, là đều có sự màu nhiệm hết. Bây giờ kiếm cái gì cho mình nâng cái dưới đây, cái ghế lỏng. Ở đây á là lập cờ của Thiên Tâm. Cái cao hơn. Ở đây á là cái này là ở điện Thái Hoàng Thiên nè. Cũng có cái này. Cái này cái ngọc ấn cha ban cho sư phụ. Thì hôm nay sư phụ ấn vô đây nè thì chữ Thái Tử Thiên Hoàng. Có cái bình ga đây, em đưa cái bình ga. Cho nên nó khác hơn những cái niêu của những cái làng khác. Còn cái này là của Phật Di Lạc ở trên trời. Đạo này sẽ thống nhất tất cả các đạo trong tương lai, cho nên phải nằm ở trên. Cái đạo lớn hơn là con của ông trời, cho nên cái cờ của sư phụ nằm ở dưới. Cho nên ở Việt Nam á, cái hồi lúc mà mấy vị kêu bỏ cái này vô trong tường của điện Thái Hoàng Thiên á để chấn tà thì cũng có cái giống vậy, bọn này cũng giống vậy. Cái ngọc ẩn đó 10 kg á, bằng cẩm thạch, trên đầu có 9 ông rồng. Ở đây nè mấy con kiếm cây đèn phải không? Thì cái để solar tự động ăn đêm mới nó cháy là hay. Thấy cây trúc mà ở Mỹ nó màu xanh đẹp quá ha. Nó đẹp hơn là cây trúc màu xanh của Việt Nam phải không? Mình sơn lên. Trời ơi, đừng có nói. Ây da, hắn. Đỏ xanh đẹp dễ sợ. Thật là, ngon trời, không có láo. Nãy này con cũng tự kiếm anh chị. Chưa nói hết. Là thứ đó là nước sơn của Mỹ nó hơi tinh vi đúng không? Nhìn đâu có biết là trúc giả. Nó cũng là cái chút thiệt nhưng mà nó không có màu xanh. Tại vì tôi mua là chắc nó vàng vàng hả? Nó để cái nào này nó mang bắt. Em nghĩ mấy cái này á, mình mà hôm ấy gió thổi nó vướng cho mấy cái này xấu lắm. Tại vì mình chỉ tỉa mấy cái nhánh này để cho cái là gió thổi. Cắt mấy cái này mấy con cột ở dưới thôi. Tại chỗ cờ á nó bay nó dính vào mấy cái này á, cái nào mà vướng á mình tỉa, chứ không phải mình chừa hết luôn. Ừ, chứ không thôi nó không có hay. Ừ, nghĩ là cái nhánh này bỏ luôn cắt này để anh bán lò đi. Wow. Kỳ lắm, để quyết định. Chứ bây giờ gió thổi nó vướng vô cái này không có được. Nó quá gió thổi cái cờ nó. Sư phụ, cái thứ 8 giờ trời là cái đó chỉ có văn hóa của người Việt thôi hả sư phụ? Sự không có 8 nó không tục, nó đã như vậy, nó có màu nhiệm thì mình giữ. Chỉ có ông thần ở
quản gia với thổ địa thôi. Thấy dài quá. Người ngắn quá. Cái niêu này để làm gì sư phụ? Niêu là khi mình khấn cái gì là tâm thành của mình là mấy vị trên trời xuống ăn Tết chung với mình. Họ giống như một cái yêu cầu của mình vậy. Sẽ làm cho mình chọn năm giống như ý. Sẽ có hai cái liễn đi kế bên. Dạ. Dạng sự như ý, bình an, tấn lộc, tấn tài gì đó. Đại khái sao tổ của lớp cháy qua đây không? Mỹ đi qua đây đông quá rồi. Chơi chỗ nè, qua đi tự tổ chèn vô lọt. Vô đây cột còn nhắm dưới đây nó rồi mình cột, mình nói chuyện nhầm cái luồng khác cột được cho người khác cột rồi ôm cây vô ôm cột cái đó. Tướng ngồi về kiếm nhiều chỗ. Cắt thêm cột bên đây cho đẹp nè chị. Cột nhiều nhìn đẹp quá. Dạ, cái này màu đỏ nhiều nó lên đẹp lắm. Actually cái dây nó dài dài chứ mà nó màu nó đẹp hơn á. Lần đầu tiên đệ tử được học mấy cái này hả? Mình cũng biết đó, ai có gì không biết luôn. Cái này là cái này là 18 cái này.